Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phù Thủy Minh Sư Trần Việt. Ngày nay em xin giới thiệu bạn và anh em về cảm biến ABS sau. Cảm biến ABS ở phía sau của dòng xe Mitsubishi Outlander, dòng xe 7 chỗ được bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì đây là cảm biến ABS nằm ở phía sau. Đấy thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường thì cái cảm biến ABS này thì nó giúp cho xe chúng ta đạp phanh thì nó không bị trơn trượt. Thì hàng này là hàng hiệu Koto, nhưng hàng Koto không phải hàng Koto, hàng thay thế thôi, không phải hàng chính hãng, hiệu Koto. Đấy thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, anh em chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa cái cảm biến ABS thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi Việt, website phutungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.